cả trăm cảnh sát đột kích quán karaoke massage G7 tại Hoàng Hóa. Hai thanh thiếu niên sát hại chủ quán vì không bán bi chịu. Quảng Ninh tập trung trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng do bão. Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về trừ điểm bằng lái xe. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây lực lượng công an Thanh Hóa đã đột kích bất ngờ vào quán karaoke Massage G7 tại xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa và bắt quả tang nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép. Công an sau đó đã dẫn giải nhiều cô gái đang trong tình trạng ăn mặc mát mẻ về trụ sở để lấy lời khai và làm rõ nghi vấn các vi phạm tại quán karaoke này. Theo đó, rạng sáng ngày 3 tháng 10, Cảnh sát hình sự cơ động thanh hóa phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bất ngờ đột kích quán karaoke Massage G7 tại xã Hoàng Ngọc, huyện Hàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Để làm rõ nghi vấn hàng loạt vi phạm trong hoạt động tại đây, ngay sau khi đột kích và ghi các lời khai của nhiều đối tượng tại chỗ rất đông thanh niên đang ăn chơi trong quán karaoke Massage G7 được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ nghi vấn liên quan tới việc sử dụng trái phép chất kích thích. Được biết, quán karaoke Massage G7 mới được đưa vào hoạt động một thời gian quán này khá nổi tiếng không chỉ ở huyện hoàng hóa mà ở xứ thanh bởi dịch vụ hát karaoke tại đây luôn có các cô gái ăn mặc khá mát mẻ hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị một vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra tại một tiệm tạp hóa ở tỉnh Lai Châu. Nạn nhân là bà Vàng Mò B, sinh năm 1962. Sau 5 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Tại cơ quan, các đối tượng khai nhận do chủ quán tạp hóa không bán chịu bia, nên hai thanh niên này đã ra tay sát hại, sau đó lấy đi hai thùng bia và một số tài sản khác. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, Công an huyện Mường Tè nhận được tin báo từ cán bộ trạm y tế xã Ba Vệ Sủ về việc bà Vàng Mò B sinh năm 1962, trú tại bản Khoan Thèn, xã Ba Vệ Sủ, được gia đình đưa đến trạm y tế trong tình trạng đã tử vong và có nhiều vết thương. Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra vụ việc, kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trên nạn nhân có dấu vết của việc bị tác động ngoại lực dẫn đến tử vong. Khám nghiệm hiện trường là nơi ở của nạn nhân thấy có dấu hiệu của việc lục lọi tìm tài sản lực lượng cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án sát hại người khả năng để cướp tài sản, nên đã tập trung lực lượng, tích cực điều tra truy xét theo dấu vết nóng. Sau 5 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phối hợp đã xác định truy tìm áp giải được các đối tượng nghi vấn là Bờ Bé Đô sinh năm 2007 và Lù Tơ Ly sinh năm 2010 về cơ quan công an để làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đô và Ly đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 9, Đô Rũ Ly cùng LGT sinh năm 2005, MMH sinh năm 2005, tới nhà PXA ở bản Khoan Thèn tụ tập uống bia. Đến 23 giờ thì hết đồ uống nên T đi bộ khoảng 100 m đến tạp hóa của bà Vàng Mò B hỏi mua nợ bia nhưng bà B không bán chịu. T đã đi đến một quán khác mua nợ được bia mang về cho cả nhóm uống. Nhóm này uống bia đến hơn 4 giờ sáng ngày 1 tháng 10, hết 5 kiện bia 145 lon. Lúc này Đô tỏ ý muốn bia tiếp nên đã bàn với Ly cứ sang nhà bà B hỏi mua chịu, nếu không bán sẽ tấn công. Nghe Đô bàn vậy, Ly đã đồng ý đi theo. Khoảng 5 giờ ngày 1 tháng 10, hai người này đi bộ sang nhà bà B gọi cửa hỏi mua bia. Bà B tỉnh dậy mở cửa trả lời là không bán chịu. Đô đã lao vào tấn công bà B. Thấy nạn nhân kêu cứu, Ly đã tiến tới dùng tay bịt miệng bà Bê. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, hai thanh niên khiêng nạn nhân lên giường, lấy chăn đắp lên người nhằm tạo hiện trường giả như một vụ bị cảm đột tử. Sau đó, Đô và Ly lục tìm khắp nhà bà Bê và lấy đi hai két bia, sáu chai nước ngọt, bảy gói chân gà, hai gói thuốc lào và 770.000 đồng tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường về do sợ bị công an phát hiện, Ly đã ném hai két bia xuống tà luy âm ngay gần hiện trường. Các tài sản khác Đô đã ném xuống suối trên đường về nhà, còn số tiền Đô cầm về giấu tại nhà chị gái ở bản Pá Hà, xã Ba Vệ Sử. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 2 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với bờ bé Đô và Lù Tơ Ly để điều tra. Hiện công an cũng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của những người liên quan nhằm xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết mới đây lực lượng công an vừa bắt quả tang 5 thanh niên điều khiển xe máy chở theo thùng bia có biểu hiện nghi vấn phát hiện hơn 1,3 kg ma túy được ngụy trang cẩn thận. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị can gồm Nguyễn Như Trúc, 36 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và Trần Bá Cang, 40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thông tin ban đầu chiều 19 tháng 9 trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Lực lượng chức năng phát hiện Trúc điều khiển xe mô tô chở theo thùng bia có biểu hiện nghi vấn, từ đó ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Kết quả, công an phát hiện trong thùng bia có 1,350 kg ma túy heroin và methamphetamine. Làm việc bước đầu, Trúc khai nhận số ma túy nói trên được nhận từ can hiện người này đang trên một xe taxi di chuyển từ Trà Ôn về thị xã Bình Minh. Từ lời khai của Trúc, công an đã triển khai lực lượng chốt chặn và bắt được can Ngày 3 tháng 10, tin từ công an tỉnh Vĩnh Long, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai bị can để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Liên quan đến việc sử dụng cầu phao Phong Châu gặp nhiều khó khăn khi nước sông Hồng dâng cao, phải tạm dừng phương tiện qua lại. Trước vấn đề này, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề xuất trước mắt khi chưa thể tái lắp cầu phao Phong Châu do dòng nước chảy xiết có thể sử dụng pha chuyên dụng thay thế, chỉ chở người dân đi xe máy đi bộ qua sông. Theo đó, vào sáng ngày 3 tháng 10, tại hội nghị giao ban công tác tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo binh chủng công binh về phương án có thể sử dụng phà chuyên dụng khi chưa thể tái lắp cầu phao phong châu phục vụ người dân đi lại. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, hiện nay do dòng nước sông Hồng dâng cao, đục, chảy xiết, khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, vụ sập cầu cũng như tái lắp cầu phao phong châu. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Thanh Hải, thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã rất nỗ lực cố gắng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm người bị nạn và trục vớt phương tiện. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm giúp đỡ địa phương về lực lượng phương tiện để hoàn thành sớm nhất công tác tìm kiếm người mất tích và tiếp tục vận hành cầu phao thay thế cầu phong châu hiệu quả. Qua đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu binh chủng công binh căn cứ vào tình hình thực tế lưu tốc dòng chảy, tiến hành lắp đặt cầu phao trong điều kiện cho phép để phục vụ người dân đi lại. Trước mắt khi chưa thể tái lắp cầu phao do nước sông Hồng vẫn chảy xiết, binh chủng công binh nghiên cứu tổ chức và thay thế, chỉ chở người dân và phương tiện xe máy qua sông. Chú ý về công tác an toàn gia cố hai thành phà quân đội cho cano đẩy để chuyên chở, đồng thời thông báo quy định thời gian số lượng người và phương tiện được phép đi phà lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông an toàn tuyệt đối cho người dân, xây dựng phương án có cano trực 24 trên 24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Về công tác tìm kiếm người mất tích, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Lữ đoàn 126 Quân chủng Hải quân phải nghiên cứu kỹ thực tế, đặc biệt là áp dụng kinh nghiệm tìm kiếm người gặp nạn ở các địa phương, nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm người mất tích nhằm an ủi động viên thân nhân có người gặp nạn. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh Phú Thọ nhằm sớm tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại và trục vớt cầu. <laughs> tỉnh Thành phải chịu hậu quả nặng nề về tài sản nhất sau cơn bão số 3 phải kể đến đó là Quảng Ninh. Gần một tháng sau bão số 3, vẫn có hàng trăm phương tiện tàu thuyền tại Quảng Ninh bị chìm đắm hư hỏng. Các chủ phương tiện đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sau bão để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo thống kê, có khoảng 260 phương tiện thủy của tỉnh Quảng Ninh bị đắm chìm trong bão số 3, trong đó có 28 tàu du lịch, 116 tàu cá và 126 tàu hàng tàu khách. Ông Ngô Việt Hùng, đại diện một công ty du lịch cho biết, chi phí trục vớt sửa chữa đang là gánh nặng lớn với người dân và doanh nghiệp. Hiện bốn con tàu bị của đơn vị vẫn phải đang chờ tới lượt sửa chữa do có quá nhiều tàu thuyền bị hư hỏng. Ông Hùng thông tin thêm, Bên công ty chúng tôi có 4 con tàu chở khách đều có thiệt hại, chủ yếu như vỡ kính, móp méo, va chạm. Khi bão qua rồi, bên tôi phải mang tàu đi xếp hàng tại các khu vực sửa chữa bởi có rất nhiều con tàu khác cũng bị đắm, cũng phải chục ngày mới đến lượt vào sửa chữa. Mỗi tàu có những thiệt hại khác nhau, nhưng cũng phải đến 200 triệu tiền sửa. Ông Mai Trọng Trường, giám đốc một công ty sửa chữa tàu thuyền cho biết, đơn vị đã bố trí tối đa nhân lực phương tiện, động viên người lao động làm thêm giờ để khẩn trương sửa chữa phương tiện thủy cho người dân doanh nghiệp. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo đề xuất chính phủ Bộ Giao thông Vận tải bổ sung mở rộng đối tượng hỗ trợ để các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch có thêm một phần chi phí trục vớt khắc phục thiệt hại phương tiện thủy bị chìm đắm do cơn bão số 3. Địa phương này cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tìm kiếm kết nối với các đơn vị trục vớt, cơ sở sửa chữa trên địa bàn để hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, chứng nhận an toàn, chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ của thuyền viên bị mất. Kết quả đến ngày 1 tháng 10 đã trục vớt được 111 trên 269 phương tiện, trong đó có 15 trên 28 tàu du lịch chuyên phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long liên quan đến vấn đề trừ điểm bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn. Với đây, Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định lần này có một số điểm mới trong đó đưa quy định trừ điểm bằng lái xe và thực hiện. Theo đó, dự thảo nghị định mới có 4 chương 51 điều, điểm mới được quy định cử dự thảo về các hành vi vi phạm là trừ điểm giấy phép lái xe theo Bộ Công an khi áp dụng nội dung này, mỗi người dân có bằng lái xe sẽ được cấp 12 điểm một năm. Trong một năm nếu vi phạm bị trừ hết điểm sẽ phải thi sát hạch để được cấp lại bằng. Trong năm đó số điểm bị trừ không vượt quá 12 điểm thì sẽ được khôi phục lại 12 điểm mới vào năm sau. Bộ Công an cho biết dự thảo nghị định quy định việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Đối với nội dung mức trừ điểm giấy phép lái xe, dự thảo Nghị định quy định 189, hành vi nhóm hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe, trong đó 28 hành vi nhóm hành vi bị trừ 12 điểm. So với dự thảo trước, tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, trừ điểm giấy phép lái xe lần này, Bộ Công an đã có sự điều chỉnh các mức trừ điểm bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, với xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 3 điểm, đề xuất trước đó là 2 điểm. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 12 điểm với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 3 điểm, đề xuất trước đó là 2 điểm. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 12 điểm sau trung thu, các cửa hàng trên phố Hàng Mã, Hoàng Kiếm Hà Nội thay áo mới, ngập tràn các mặt hàng đồ trang trí, đồ chơi phục vụ lễ hội hóa trang Halloween vào ngày 31 tháng 10. Theo đó, còn gần, gần một tháng nữa mới đến Halloween, nhưng trên phố Hàng Mã, Hoàng Kiếm Hà Nội đã ngập tràn các mặt hàng đồ trang trí, đồ chơi phục vụ lễ hội hóa trang vào ngày cuối cùng của tháng 10 hàng năm. Nhiều loại đồ chơi trang trí Halloween như bí ngô, nhện khổng lồ, hình nộm, bộ xương, lưỡi hái được bày bán trên phố Hàng Mã các đồ trang trí kinh dị được trưng bày khiến người đi đường không khỏi giật mình, không khí Halloween với gam màu chủ đạo cam, đen huyền bí, những bộ trang phục ma quỷ, đồ trang trí kinh dị tràn ngập tại hầu hết gian hàng. Một số cửa hàng mạnh tay đầu tư trang trí bày bán các mặt hàng Halloween bắt mắt để thu hút khách hàng. Mô hình quả bí ngô trang trí Halloween có giá dao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng một quả tùy kích cỡ loại mặt nạ ma quỷ đơn giản có giá từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng một chiếc. Mặt nạ ma cầu kỳ có đèn giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một chiếc. Người bán hàng trên phố Hàng Mã cho biết, từ cuối tháng 9, các trường quốc tế, trung tâm thương mại đã đặt hàng số lượng lớn để trang trí Halloween từ sớm. Giá cả các mặt hàng năm nay không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Những mặt hàng trang trí Halloween chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, số ít do thợ thủ công Việt Nam làm ra. Lễ hội hóa trang Halloween có xuất xứ từ phương Tây, diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, được du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng được giới trẻ đón nhận. Thưa quý vị, cuối chương trình sẽ là tin tức về tình hình thời tiết sắp tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10 này, bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam, có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khoảng 2 cơn bão. Cụ thể, Hiện nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời gian này phổ biến cao hơn 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khi đó, lượng mưa phổ biến ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Về bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trong tháng 10 này trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam, có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông có khoảng 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó một cơn đổ bộ vào đất liền nước ta. Đáng chú ý trong tháng 10 này, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, mưa dông trên phạm vi cả nước có thể kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, dông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa lớn, dông mạnh, kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Để đảm bảo an toàn, người dân sinh sống tại vùng biển cần chủ động trong việc phòng tránh bão, gia cố nhà cửa thường xuyên cập nhật tin tức. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.